chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Chị Thư Kiều nè, mỗi ngày thì chúng ta luôn cập những thông tin về giá cả các mặt hàng nông sản cũng như là những mô hình sản xuất hiệu quả để gửi đến quý khán giả và bà con. Và hôm nay thì tôi cũng thấy là cũng có những mô hình hay, và bên cạnh đó thì ngành chức năng cũng chia sẻ những cách sản xuất cho bà con nông dân mình. Và bây giờ thì chúng ta mời bà con điểm qua thông tin hôm nay. Trồng khoai môn trên đất mặn hiệu quả ra sao? Nông dân Cà Mau đang thu hàng chục triệu đồng từ mô hình này. Hội nông dân các cấp tỉnh Lâm Đồng đã ký tín chấp cung cấp trên 20 tỷ đồng phân bón trả chậm cho nông dân. Hướng dẫn cách sử dụng phân tươi trong sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao. Bàn cách bình ổn giá thịt heo trên thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói gì? Mời bà con cùng theo dõi sau ít phút nữa. Thưa quý khán giả và bà con, thích ứng với biến đổi khí hậu, những nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long đã có những mô hình, những cách làm linh hoạt và thông minh. Tận dụng những gò đất cao không bị ngập nước trong những tháng mùa nước nổi này, một số nông dân ở làng hoa Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp đã tranh thủ trồng cúc Tiger. Sản xuất rau hoa trong giai đoạn này thì bán giá cao là cái chắc rồi vì hiếm hàng, nhưng đổi lại người nông dân phải tốn rất là nhiều công sức để mà chăm sóc. Theo người dân, trồng cúc Tiger tốn công chăm sóc nhưng bù lại thu nhập khá cao. Trồng khoảng 3 tháng là có thể thu hoạch, dễ bán do mùa nước nổi nhiều diện tích bị ngập nước không thể trồng được. Những ngày qua, giá cúc luôn dao động ở mức cao từ 8.000 cho đến 10.000 đồng một cây. Thương lái đến tận vườn thu mua, bà con không phải mang ra chợ bán. Bình quân mỗi cây có lời khoảng 4.000 đồng, thu nhập cao nhiều lần so với trồng lúa hoặc là trồng rẫy. Nông dân Cà Mau có thế mạnh nuôi tôm, cua, sò trong vuông được đào sẵn và nước được xử lý trước khi thả thủy sản nuôi. Thời gian qua thì tại nhiều địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình trang trại kinh tế hộ cho thu nhập cao. Anh Minh Thiện nói thử coi là có cái mô hình nào mà khác ngoài nuôi tôm, cua, cá trong vuông không? Anh có thể nói để có giống như là cái mô hình mà tôi cập nhật được không? Theo tôi thấy thì hiện nay cũng đang có một mô hình trồng khoai môn trên bờ vuông tôm đang rất là phổ biến. Và cộng tác viên cũng đã mới ghi nhận thông tin về, cho nên là tôi cũng cập nhật được một vài thông tin này. Và mặc dù là dùng đất mặn nhưng mà khoai môn vẫn có thể bén rễ mang về thu nhập hàng chục triệu đồng cho bà con ở đây. Điển hình như là ông Lê Hoàng Lân ở ấp Kinh Ba, xã Chiên An Đông, huyện Ngọc Hiển đã rất thành công với mô hình này. Ông Lê Hoàng Lân là người trồng khoai môn đầu tiên trên vùng đất mặn xã Viên An Đông. Với diện tích 3.000 m2, ông Lân trồng hơn 2.000 gốc khoai môn, trên 60 triệu đồng là mức thu nhập bình quân mỗi năm. Có thời điểm được giá lên đến 100 triệu đồng. Thì chồng thì kiếm sống được. 3 năm nay tôi cũng nhờ chồng môn rồi mà tôi mới hết cái cảnh khổ mà đi mượn gạo rồi đi mua chịu gạo ra hàng đó. Nôm nớp ăn một chịu lo nồi sáng. Không biết làm gì cho có sáng thì có cơm có gạo. Thì bây giờ khỏi lo rồi mua lần chục 20 ký không à. Hơn 3 năm trồng khoai môn, vợ chồng ông Lê Hoàng Lân luôn cần mẫn chăm sóc, dùng đất cho những gốc khoai môn được phát triển tươi tốt. Việc trồng khoai môn ngoài công chăm sóc, cộng với yếu tố thời tiết thì phải am hiểu về quy trình, kỹ thuật mới có thu hoạch cao. Nhất là khi trồng ở vùng đất mặn. Mỗi năm, ông Lân cung cấp cho các chợ đầu mối trong và ngoài huyện Ngọc Hiển trên 4 tấn khoai môn. Giá khoai môn dao động từ 15 đến 20 triệu đồng một tấn. Từ mô hình trồng khoai môn trên bờ bao vuông tôm mà gia đình ông Lân thoát nghèo, đời sống ổn định hơn. Trước sự phát triển của mô hình trồng khoai môn như hiện nay, thì việc liên kết sản xuất là rất cần thiết để người dân giảm được giá thành đầu tư, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Ngoài ra, nông dân cũng cần sự hỗ trợ trong việc tìm đầu ra ổn định hơn khi mở rộng quy mô sản xuất. Nuôi bò tại tỉnh Phú Yên được người dân ở đây xem như là một cách để tích lũy vốn và cũng là cách để thoát nghèo. Tuy nhiên, nhiều tháng nay, giá bò giảm mạnh, thị trường tiêu thụ thì lại chậm. Người nuôi bò phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn. Bán bò, chấp nhận lỗ vốn hoặc là tiếp tục nuôi với nhiều nỗi lo. Hiện đàn bò của tỉnh gần 190.000 con, việc giá bò giảm mạnh đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến một bộ phận người nông dân. Nhiều tháng nay, người chăn nuôi ở xã Hòa Định Tây, một trong những địa phương có phong trào chăn nuôi bò phát triển mạnh của huyện Phú Hòa, với hơn 3.000 con như ngồi trên đống lửa. Khi giá bò xuống thấp, tình trạng giá bò xuống thấp diễn ra ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Người nuôi bò lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười, bởi khi mua bò giống thì ở mức giá cao, nhưng nuôi đến nay giá lại giảm mạnh. Mong muốn thoát nghèo, không ít nông hộ đã dây tiền mua bò cái sinh sản, mong có lợi nhuận khi bò sinh sản. Tuy nhiên, giá bò xuống thấp thời gian gần đây khiến cho không chỉ người nuôi bò dỗ béo, mà những hộ nuôi bò sinh sản cũng bế tắc vì không thể bán bỏ thu hồi vốn.
Giá heo hơi vẫn đang nóng từng ngày. Thời điểm này, với mức giá từ 51 đến 52 ngàn đồng một ký heo hơi là quá cao với giá thành sản xuất. Giá heo hơi ở mức cao kéo dài, tiềm ẩn nhiều hệ lụy với ngành chăn nuôi. Điều mà chị Thư Kiều vừa nói thì cũng đã được ngành chức năng lo lắng. Bằng cách bình ổn giá heo là thông tin được đưa ra tại buổi gặp gỡ chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường với các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực chăn nuôi giết mổ, chế biến thịt heo và một số địa phương chăn nuôi trọng điểm nhằm cùng nhau đóng góp hiến kế giúp ngành chăn nuôi heo duy trì được sự ổn định bền vững. Mới đây, thông tin cụ thể từ cuộc họp chúng tôi vừa tổng hợp được gửi đến bà con và các doanh nghiệp tham khảo. Từ tháng 5 năm 2018 đến nay, giá heo tại Việt Nam tăng nhanh và luôn cao hơn giá heo tại Trung Quốc và Thái Lan. Người nuôi đang có lợi rất cao. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, điều lo ngại chính là việc nếu như giá heo vẫn ở mức cao và kéo dài thì lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ thịt heo ngoại tràn vào, khi đó sẽ mất thị trường. Việc này sẽ gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và người chăn nuôi và ngành nông nghiệp. Để ổn định thị trường, các doanh nghiệp sản xuất con giống, doanh nghiệp sản xuất heo thương phẩm cần phải hạ giá bán thấp hơn so với hiện nay. Bên cạnh đó cũng cần giảm giá mặt hàng cám. Các doanh nghiệp sản xuất phân phối thịt heo cũng hạ giá thành. Các doanh nghiệp đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thường xuyên cập nhật, chia sẻ thông tin với các doanh nghiệp lớn. Giải pháp bình ổn trước mắt là cần phải tăng sản lượng thịt để giảm áp lực giá. Đặc biệt về giải pháp kỹ thuật có thể nâng trọng lượng heo xuất chuồng từ 90kg như hiện nay lên 10-15% nữa để tăng nguồn cung thịt heo ra thị trường, giúp hạ nhiệt dần giá heo xuống dưới 50.000 đồng một ký. Về lâu dài, cần phải quản lý tổng đàn qua việc đăng ký đàn heo để kiểm soát thị trường. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, mong các doanh nghiệp chăn nuôi heo phải hết sức chia sẻ, cần lấy đúng mức lời, đừng tham bác bỏ mâm để có thể phát triển thị trường ổn định lâu dài thay vì nay đắt mai lại rẻ. Sau khủng hoảng năm 2017, hiện nay ngành chăn nuôi heo đang có lợi thế về giá cả, quy mô tốt. Hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giảm từ 4 triệu 500 ngàn xuống còn 3 triệu. Và mục tiêu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là tới đây giảm dần xuống 2 triệu, 1 triệu, rồi sẽ một ngày nào đó không còn chăn nuôi nhỏ lẻ nữa, để chỉ còn lại các trang trại doanh nghiệp chăn nuôi hiện đại, công nghệ cao, đủ sức cạnh tranh cũng như là hạn chế tối đa áp lực ô nhiễm tới môi trường. Tiếp tục ngay sau đây mà bà con cùng đến với tiểu mục Nông nghiệp trên đường phát triển. Sử dụng điện trong sản xuất làm tăng chi phí của nông dân đang là lo ngại của tỉnh Lâm Đồng. Để giúp nông dân tăng tiền lời lên thì phải tìm cách sử dụng điện tiết kiệm. Vậy bằng cách nào? Hiện tại thì ở tỉnh Lâm Đồng cũng đã có một mô hình rất là hiệu quả trong việc tiết kiệm điện. Những vườn hoa cúc này thì cũng đang sử dụng mô hình này và cho hiệu quả rất là cao, tăng thêm tiền lời cho bà con nông dân. Và những người nông dân ở đây đã sử dụng rất hiệu quả. Mời bà con cùng theo dõi. Hiện nay, Lâm Đồng có trên 8.000 hecta canh tác hoa. Trong đó, hoa cúc chiếm diện tích cao nhất trong cơ cấu các loại hoa ở địa phương với khoảng 30%. Theo tính toán của các nông hộ, trung bình mỗi tháng, 1 hectare hoa cúc trong thời gian này tiêu tốn đến khoảng 4.200 kW điện. Ngoài ra, tại các phòng cấy mô và một số loại cây trồng vật nuôi khác cũng đòi hỏi nhu cầu điện chiếu sáng. Việc sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện đã giảm thiểu khoảng 50% chi phí chạy điện, giảm chi phí sản xuất. Điều này đồng nghĩa với việc gia tăng lợi nhuận trong sản xuất nông nghiệp. Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, hết tháng 9 năm 2018, Hội Nông dân các cấp đã ký tín chấp cung cấp trên 20 tỷ đồng phân bón trả chậm cho nông dân. Theo đó, công ty cổ phần Bình Điền cung cấp trên 550 tấn, công ty Sông Lam cung cấp 295 tấn và công ty VSMT Đô thị Hà Nội cung cấp 1.300 tấn phân bón cho nông dân. Chi phí sẽ được thanh toán vào cuối vụ. Hội Nông dân tỉnh khẳng định, hội chỉ liên kết với những doanh nghiệp sản xuất phân bón uy tín, đảm bảo phân bón tới tay nông dân đạt chất lượng tốt, tránh tình trạng phân bón kém chất lượng tại các vùng nông thôn, ảnh hưởng xấu đến sản xuất của hội viên nông dân. Kính thưa bà con và quý khán giả, lâu nay ông bà ta vẫn cho rằng sử dụng phân heo, phân gà như kiểu bón tự nhiên sẽ rất là tốt cho cây trồng. Và đúng là như vậy, nhưng thưa bà con, nếu như mà chưa ủ hoai mục thì phân này hoàn toàn có thể tác dụng ngược gây hại cho cây trồng. Tôi nghĩ là những nông dân cố cụ sẽ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này. Nhưng mà để hiểu rõ hơn cách sử dụng và xử lý ra sao, thì các chuyên gia nông nghiệp sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. Mời bà con và quý khán giả cùng xem phỏng vấn của phóng viên chương trình với ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng.
Bà con nông dân và các bạn thân mến, việc sử dụng phân tươi trên đồng ruộng sẽ mang đến rất nhiều hệ lụy cho đất đai cũng như là cây trồng của mình. Tuy nhiên không phải ai cũng biết điều này. Vậy thì việc này chúng ta nên xử lý như thế nào? Mời bà con và các bạn cùng gặp gỡ với kỹ sư Nguyễn Hoàng Ấn để cùng tìm hiểu nhé. Vâng, xin chào kỹ sư ạ. Thưa kỹ sư, hiện nay thì vẫn không có ít những bà con nông dân sử dụng các loại phân tươi trên đồng ruộng để bón cho các loại cây trồng như cà phê hay là rau màu. Xin kỹ sư có thể chia sẻ thêm về vấn đề này. Xin chào bà con nông dân và chương trình. Thì cái vấn đề sử dụng phân hữu cơ để mà canh tác cà phê như hiện nay thì đây là một cái việc mà rất cần thiết, cũng như là chúng ta phải cần bổ sung cái hữu cơ để đảm bảo cái độ phì của đất. Bà con nông dân cũng nên có một số cái biện pháp, đó là khi mà chúng ta sử dụng cái nguồn phân bón mà có sẵn ở trong sản xuất, cũng như là tận dụng những cái phế phẩm từ sản xuất nông nghiệp của gia đình, thì chúng ta nên là ủ hoai mục và chúng ta cộng thêm một số cái chủng nấm có lợi, đặc biệt là Trichoderma cũng như là các cái men để mà chúng ta ủ, và với cái thời gian là từ 3 tháng đến 6 tháng sau đó chúng ta mới sử dụng đem ra ngoài đồng ruộng chúng ta bón cho cây cà phê. Và đặc biệt vào cái thời điểm đầu mùa mưa thì chúng ta nên sử dụng tốt hơn, và sau đó là cái thời điểm thứ hai là thời điểm giữa mùa mưa. Thì thời điểm này thì khi chúng ta đem ra ngoài đồng ruộng thì với cái nhiệt độ như là cái ẩm độ trên đồng ruộng nó sẽ kích hoạt những cái nấm có lợi phát triển nhiều hơn, cũng như là cái độ ẩm này nó không, độ ẩm vào cái thời điểm trên thì nó không gây chết các cái bào tử nấm có lợi. Và trong quá trình ủ thì chúng ta nên là đảo điều, cũng như là vấn đề cách xử lý tưới nước, cũng như là tránh cái nhiệt độ quá cao trên 70 độ thì làm các cái vi sinh vật này sẽ chết đi, thì không mang lại cái hiệu quả, như là nó sẽ xảy ra một số cái độc tố làm ngộ độc cho cây cà phê chúng ta. Hiện nay thì có một số bà con nông dân bón các loại phân chuồng tươi như là phân heo, phân bò mà chưa qua xử lý và trực tiếp vào các loại cây trồng như là cà phê. Điều này thì theo kỹ sư sẽ gây nên ảnh hưởng gì đến cây trồng của chúng ta và nên xử lý khắc phục như thế nào? Thì đối với nhiều một số cái phân hữu cơ mà tự có, đặc biệt là cái phân gà cũng như là phân heo mà chưa qua xử lý, gọi là phân tươi, thì khi chúng ta đem ngoài đồng ruộng thì thứ nhất đó là cái vấn đề trong quá trình phân hủy nó sẽ sinh ra một số cái khí mà làm cái ô nhiễm môi trường. Thứ hai là tạo ra những cái muối cũng như là cái chất cyanua, cũng như là một số cái tạp chất khác, nó làm cho đất của chúng ta bị ngộ độc tại cái vùng mà chúng ta bón. Mà đặc biệt là khi mà chúng ta bón phân tươi thì cái việc mà bón rải đều trên bề mặt đất thì không được đều cho lắm, nên là nó sẽ tập trung vào những cái đó, cái vùng đất đó, để làm tổn thương cái bộ rễ của cây trồng chúng ta, đặc biệt là cây cà phê. Tránh cái hiện tượng chúng ta nên bón phân tươi còn như hiện nay là chúng ta hạn chế. Và nếu mà chúng ta chưa có thời gian xử lý thì chúng ta nên sử dụng thay thế bằng một số cái loại phân khác, để mà trong quá trình mà chúng ta ủ phân chờ đợi phân hoai mục chúng ta bón. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ vừa rồi của kỹ sư Nguyễn Hoàng Ấn. Cách sử dụng phân tươi hay còn gọi là phân chuồng hợp lý sẽ giúp cho cây trồng phát triển tốt nhất. Hy vọng là bà con sẽ nắm bắt được cách xử lý loại phân tốt nhưng mà cần ủ quay một này cho vườn cây của mình. Hẹn gặp lại bà con trong bản tin 365 ngày chuyển động ngày mai. Nếu có ý kiến phản hồi hoặc muốn tìm hiểu thêm về cây con giống mới, liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com, điện thoại 0263 3829 930.